Xin chào quý khách yêu thích bài lượn Zippo của Devashop. Hôm nay Devashop xin giới thiệu với quý khách một mẫu Zippo hoàn toàn mới với chủ đề là con bò cạp được khắc trên nền satin rất là đẹp. Đó. Đây là một chiếc bài lượn Zippo cam kết là hàng chính hãng Mỹ 100% quý khách nhé. Đó. Dưới đáy thì quý khách có thể xem được tháng sản xuất này, tháng ép này, năm 2017 này. Đấy và những cái xuất xứ mọc đáy của Zippo. Đó. Chiếc bật lửa này có mặt sau chưa được khắc cái gì thì quý khách có thể mua về để khắc thêm. Khắc thêm tạo những cái dấu ấn riêng cho chính mình. Đấy. Bản lề 5 chấu cực kỳ chắc chắn. Rất là thích hợp với những quý khách mà có sở thích đam mê sưu tầm hay là sưu tầm những cái chủ đề về về những con vật linh vật đấy, rất đẹp. Bây giờ em thử test tiếng âm thanh mở nắp cho quý khách có thể nghe nhé. Đấy, âm thanh rất là hay và vang. Đấy, những cái chi tiết của Zippo rất sắc nét và tinh tế. Bánh xe chéo này, những vát cắt rất là sâu và đều. Đấy, hệ thống bánh đá này, bánh đá lửa, buồng đốt 16 lỗ, chống gió quý khách nhé, và bấc. Đấy, rất đẹp. Sản phẩm được bán full book gồm thẻ bảo hành và giấy của hãng, đang được bảo hành trọn đời tại Deva Shop quý khách nhé. Đấy, quý khách có thể mua về thoải mái sử dụng bất kỳ về vấn đề kỹ thuật nào, Deva Shop sẽ liên hệ và sửa chữa cho quý khách hoàn toàn miễn phí. Đây là chiếc Zippo có mã Z197 quý khách nhé. Đấy, quý khách có thể liên hệ hotline 02466 509 888 hoặc để lại số điện thoại dưới phần bình luận để bác shop sẽ có nhân viên liên hệ tư vấn hoàn toàn miễn phí. Đó, hoặc quý khách có thể vào website deva.vn để xem những cái mẫu khác cũng như vào đấy đặt hàng. Đấy, xin chào quý khách và hẹn gặp lại quý khách.